phỏng vấn nóng Đinh Dương Ngọc về lùm xùm clip giường chiếu, tôi nghĩ là có người đã muốn hại tôi. Giữa những ồn ào về đoạn clip nóng xảy ra trong những ngày gần đây, Đinh Dương Ngọc đã có chia sẻ thẳng thắn và nhìn nhận lại vấn đề này qua bài phỏng vấn nóng vào ngày 8 tháng 3. Vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nóng của một cô gái có ngoại hình giống Đinh Dương Ngọc trên trang web phim 18+. Rất nhanh chóng thì sau đó, nữ diễn viên và cả quản lý đã lên tiếng bác bỏ tính xác thực của những hình ảnh nói trên và cho rằng đây là sản phẩm đã bị can thiệp chỉnh sửa, vu khống đầy ác ý nhằm vào cô. Cho đến ngày 8 tháng 3 thì lần đầu tiên Lan Ngọc trả lời phỏng vấn về vụ việc chấn động này. Trong cuộc phỏng vấn nóng ở hậu trường sự kiện hôm nay, người đẹp khẳng định là sau tất cả, cô vẫn sẽ không để mình bị ảnh hưởng tinh thần quá nhiều bởi lẽ những ồn ào xảy ra trong vài ngày qua đều là không phải do bản thân nữ diễn viên gây ra. Cảm xúc của chị như thế nào sau khi đoạn clip bị lan truyền trên mạng xã hội? Chắc có lẽ là tôi muốn giết. Nói thật lòng, ngay khi gặp scandal tôi không hiểu sao mình cứ phải gặp những chuyện như vậy. Sau đó tôi chỉ tìm cách để giải quyết vấn đề này nhanh gọn lẹ nhất. Tôi nghĩ rằng điều này không phải do tôi làm ra, không phải sự thật, nên chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản thôi. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng năm xui tháng hạn nên điều không may có thể kể đến bất cứ lúc nào, nên thành ra cứ dáng, nhẹ nhàng để nó trôi qua. Trước đó thì chị cũng từng gửi lời xin lỗi vì đoạn clip này sẽ ảnh hưởng đến các nhãn hàng đối tác. Chắc chắn rồi, thật ra khi đứng lên minh oan cho bản thân thì chắc chắn có người sẽ tin, có người không tin, cho dù tôi tìm được bằng chứng hay không. Ngay cả khi bản thân và công ty đã tìm được bằng chứng, tôi cũng không muốn gây tổn hại đến cô gái xuất hiện trong đoạn clip đó. Bởi lẽ đoạn clip xuất hiện từ ngày 4 tháng 2, mãi cho đến tận ngày tôi nhận được thông tin về đoạn clip thì cũng vài tháng đã trôi qua rồi. Vậy nên tôi nghĩ rằng có người đã muốn hại tôi. Thôi thì ít nhất là tôi đã được minh oan. Đó là điều mà tôi mong muốn mọi người tiếp nhận. Tôi cũng không muốn đẩy vấn đề này lên nữa để gây tổn hại đến mọi người. Chị có buồn khi gần đây liên tục xuất hiện những câu chuyện scandal không phải do chị gây ra, nhưng người bị chỉ trích vẫn là chị? Diễm My 9X nói năm nay là một năm rất là vất vả đối với tôi, thị phi tai tiếng rất nhiều, vậy nên là tôi cũng chỉ biết cố gắng. Lần đầu tiên được thông tin về đoạn clip đó, tâm trạng của chị như thế nào? Tôi cũng hơi bất ngờ và suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại có những thông tin này về tôi cũng không hiểu được. Sau đó tôi, quản lý và cả công ty cũng cố gắng đi tìm bằng chứng. Tôi thấy quản lý của tôi rất hay, bạn ấy lần mò rất giỏi và tìm ra được những bằng chứng cụ thể nhất, ví dụ như clip gốc, danh tính của cô gái trong đoạn clip. Chỉ là chưa tìm được người phát tán thôi. Nếu tìm được thì tôi nhất định sẽ xử lý triệt để. Và những ngày gặp phải scandal như thế này, người thân đã động viên Ninh Dương Lan Ngọc như thế nào? Scandal này giống như ở trên trời rơi xuống vậy. Vì nhân vật chính không phải tôi nên chắc chắn điều này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi hết. Cả gia đình tôi và tất cả mọi người cũng như thế. Tôi chỉ sợ nhất là ảnh hưởng đến hai đứa cháu của tôi, bởi vì hai đứa đã biết chơi điện thoại rồi, cũng rất hay tìm thông tin về dì của mình. Hôm đó cháu hỏi tôi một câu là: "Dì ơi, sao cháu thấy mọi người kêu là Đinh Dương Ngọc lộ clip trên trang web đen, đó là gì vậy?" Tôi chỉ lo lắng nhất là cháu mình bị những thông tin tiêu cực đó ảnh hưởng, chứ còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Các công việc cũng như hợp đồng của Đinh Dương Ngọc có bị ảnh hưởng nhiều không? Cũng có ảnh hưởng khá nhiều, tại vì scandal đến liên tục quá nên nhãn hàng cũng phải suy nghĩ. Cũng chỉ hy vọng rằng mọi người vẫn vững niềm tin để cùng đồng hành với tôi. Còn có một số nhãn hàng, nếu không thể cùng đồng hành với nhau thì coi như là hết duyên. Điều này có vẻ tác động rất nhiều đến tâm lý của chị. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu tôi là người trong clip thì vấn đề về tinh thần cũng như sức khỏe chắc chắn bị ảnh hưởng. Còn đây nhân vật chính không phải tôi thì tại sao tôi phải bị ảnh hưởng bởi điều đó? Tôi chỉ vui nhất là khi có được sự ủng hộ của mọi người. Khi tôi gặp chuyện thì các chị nhắn tin, chia sẻ và động viên cho tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Vấn đề còn lại là làm sao tôi phải giải quyết triệt để chứng minh chuyện đó không phải là do mình làm. Mình không làm điều đó thì mình không có gì phải sợ.